con đang tính sổ sách rồi nè. Mà cái con bé này đang tính sổ sách hả con? Dạ. Ai kêu làm? Ba kêu con làm hả? Chẳng phải ba đã nói là tất cả những cái chuyện mà thanh toán sổ sách thế này kiểm tra là đưa cho trưởng phòng Khiêm không? Dạ, nhưng mà tại con thấy mấy cái này sổ sách quan trọng không à, cho nên con đem về nhà con làm cho nó chắc. Ồ vậy hả? Dạ. Chính vì quan trọng thôi mới đưa người khác làm. Con đừng có làm những cái chuyện mà nó liên quan đến vấn đề mà động não á con. Hiểu không? Con hiểu hả? Tức là tất cả những cái chuyện gì mang tính chất động não con không làm. À mà không, bây giờ như vậy đi. Con phải tập mình sống với một cái tinh thần là coi như là không có đầu. Hiểu không? Nhưng mà ba, mình đang có đầu mà sao mà sống như không có đầu được? Con giải thích thế nào tao? Có nghĩa là như thế này, con không phải làm những cái chuyện này của người khác làm. Hiểu chưa? Trời ơi. Trời ơi Ngọc, ơi Ngọc, đưa đi cái viết. Sợ nó quá rồi. Con nhìn cái gì? Dạ. Đừng có giả bộ nữa, nhìn thẳng vô mặt chú rồi nè. Có phải là con cũng có ý nghĩ giống như ông không? Dạ. Kêu người có đầu sống với ý nghĩ là mình không có đầu đúng không? Dạ không. Chú nói cho con biết nha. Đây nè, nhìn cho kỹ nha. Chú nè, có đầu đàng hoàng nha. Dạ. Ừ, chú con vô tủ lạnh lấy gà nấu cho gà đậu xanh nha chú nha. Dạ, trong tủ lạnh hết gà rồi chú. Vậy con chạy ra chợ mua gà đi. Chú muốn ăn cháo gà đậu xanh. Con định tối nay nấu canh cua đồng cà pháo. Chú không thích món đó hả? Con lỡ sơ chế hết rồi. Cái gì mà canh cua đồng cà pháo? Con nghe chú nói rõ hả? Chú muốn ăn cháo gà đậu xanh. Tâm ý, bộ chú làm phiền con lắm hả? Dạ không phải đâu chú. Tại con định một lát con lấy hết mền mùng đi giặt. Chuyện nào ra chuyện đó, nghe cho rõ nha. Trong ngày hôm nay chú muốn ăn món cháo gà đậu xanh. Chị ơi, bộ chị lại phật ý chú nữa hả? Không phải đâu. Vậy tại sao chị lại bị chú la? Thì tôi nói cho hai chị em mấy người biết nha. Bạn nói đi. Tại vì ba tôi á ghét hai chị em mấy người. Nhìn hai cái mặt của chị em mấy người á, có hư muốn chết luôn à. Ủa Tâm Ý. Dạ. Con tìm gì em tủ vậy? Dạ con tìm đậu xanh để nấu cháo gà đậu xanh đó cô. Cái gì? Ủa đậu xanh cô nấu ăn hết rồi còn gì? Dạ vậy để con đi mua cái khác. Nè thôi đi, bây giờ trễ lắm rồi còn đi mua gì nữa. Con lấy con gà này nè, kho xả ớt cho cô nha. Dạ nhưng mà chú nói là muốn ăn cháo gà đậu xanh mà cô. Cô nói không là không. Cứ lấy con gà này kho xả ớt cho cô đi. Mấy đứa nhỏ trong nhà này đâu có ai thích ăn cháo đậu xanh đâu. Mà nghe lời nha, kho xả ớt cho cô đó. Món gì đây? Cháo gà đậu xanh đâu? Dạ, tại hết đậu xanh rồi cho nên con làm món gà xào xả ớt. Để mai con làm cháo gà đậu xanh cho chú nha. Tâm Ý, con hiểu tiếng người không vậy? Chú nói là chú muốn ăn món cháo gà đậu xanh mà. Ba, sao vậy ba? Dạ, con cũng định đi mua mà cô kêu là cứ làm món gà xào xả ớt đi. Cháo gà đậu xanh với lại gà xào xả ớt thì cũng là thịt gà thôi con. Hai món rõ ràng khác nhau mà ba. Món gà trong dĩa này toàn là xả ớt không nè, ba không thấy hả? Ủa ba, ăn miếng xả ớt đâu có sao đâu ba. Ba, hết đó rồi. Đi đâu á? Còn muốn ăn nữa, Tâm Ý, cho mà gặp chú một chút đi. Dạ. Ôi cái thằng này, nói vậy mà nó cũng dối cho được à. Tại sao con làm như vậy? Con coi thường chú vừa vừa thôi chứ. Tại sao con lại coi thường chú? Bây giờ con nói đi, chú cần biết lý do. Tại sao? Anh với Tâm Ý làm gì qua đây vậy? Không có gì hết á, em đi vô trong đi. Em nghe rồi. Em mới là người kêu Tâm Ý nấu món gà xào xả ớt nè. Anh biết rồi. Nhưng vấn đề ở đây không phải là cái món gà xào xả ớt đó. Mà vấn đề ở đây á là anh với con bé này có chuyện quan trọng cần phải giải quyết.
chuyện gì mới được chứ. Chuyện gì kệ anh, em vô trong đi. Bây giờ coi như em không biết chuyện gì rồi, em đi vô đi, để anh giải quyết. Vậy cũng được nữa hả? Được hết á. Tâm Ý. Dạ. Pha cà phê xong rồi ra chú Biểu nha. Dạ. Dạ, con mời chú. Tâm Ý. Dạ. Con ngồi đi. Dạ, sao vậy chú? Chú có chuyện muốn nói với con. Con nói là con chưa từng coi thường chú đúng không? Dạ. Hên là chú đã quay phim lại. Con có biết trong khoảnh khắc con đưa báo cho chú, con đã coi thường chú bao nhiêu lần không? Dạ. Sơ sơ cũng 6 lần. Dạ. 6 lần lần hả chú? Chứ còn gì nữa. Bây giờ chú sẽ cho con coi để con tâm phục khẩu phục. Nhìn đi, đây là bằng chứng đầu tiên con đã coi thường chú như thế nào. Dạ, con coi thường chú chỗ nào vậy chú? Từ cửa bước vào, đầu của con hướng về ai trước? Hướng về phía chú đúng không? Nhưng con lại chào ai? Dạ, con chào chú. Chào con. Đâu qua chú. Con nhìn kỹ đi, đầu con hướng về phía chú, nhưng con lại chào cậu sĩ trước. Sao lại vậy? Vị trí của cậu ba trong nhà này lớn hơn chú hay sao? Hay là con thầm thương trộm nhớ em vợ của chú? Đương nhiên là không rồi đúng không? Chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là con coi thường chú. Chưa hết đâu, con nhìn tiếp đi. Chú uống không? Dạ. Sau khi con chào cậu ba xong, con đã làm hành động gì? Dạ, hành động gì vậy chú? Con đã đạp lên giày của chú. Con có biết đạp lên giày của một người khác cũng đồng nghĩa là coi thường người đó không? Chưa hết đâu, con nhìn cho kỹ đi. Cho chú lấy đôi giày cái. Dạ. Báo của chú nè chú. Tối qua chú ngủ có ngon. Con có phát hiện ra điều gì không? Con đã làm chuyện gì vậy chú? Con không phát hiện ra luôn hả? Con hãy nhìn cho kỹ đi. Con vừa chào chú mà con còn ở hơi nhẹ một cái vô mặt chú nữa. Nè. Báo của chú nè chú. Tối qua chú ngủ có ngon. Nghe chưa? Nghe lại lần nữa nha. Tối qua chú ngủ có ngon. Đó. Như vậy không coi thường chú là cái gì? Chưa hết đâu, còn nữa nè. Con nhìn cho kỹ nha. Tâm Ý à, con đưa báo cho chú, con giả bộ đưa hai tay, nhưng sau đó con rút lại còn một tay. Như vậy là hành động coi thường chú đó. Để chú xả lại cho con coi nha. Con thấy chưa? Tâm Ý à, con coi thường chú quá rồi đó Tâm Ý à. Nhưng vẫn chưa hết sự coi thường của con dành cho chú đâu. Tiếp nè con, chú khó ngồi coi nha. Tâm Ý. Dạ. Pha chú liền. Dạ. Chú kêu con đi pha cà phê, chú chưa nói hết câu con đã dạ rồi. Đó là một sự coi thường người khác. Nhưng đau hơn nữa, nhìn đi con, chú cứ ngỡ là sau khi con dạ xong rồi con đi pha cà phê liền cho chú. Nhưng sự thật rất phũ phàng, con không hề đi pha cà phê cho chú, mà con còn nấn ná con đứng con nhìn thằng Sĩ. Nó có gì hơn chú? Con thương thầm nó đúng không? Dạ. Trong chuyện này chỉ có hai điều thôi. Một là con thương thầm thằng Sĩ. Hai là con coi thường chú. Bây giờ chú hỏi con một lần cuối, con chọn đi. Con thương thầm thằng Sĩ hay là con coi thường chú? Con nói đi. Thương thầm thằng Sĩ đúng không?
con xin lỗi vì đã coi thường chú. Điều đó là thành sự thật. Tâm ý à, chú biết thế nào con cũng nói câu này. Nhưng thôi, chuyện đã lỡ rồi chú bỏ qua. Từ đây về sau, con không được coi thường chú như vậy nữa. Chú nói cho con biết, bổn phận của con là người ở, con phải tôn trọng chủ của mình. Chú là con người có cái đầu, chú biết tất cả mọi chuyện, con không qua mắt được chú đâu. Dạ, con xin lỗi chú. Từ đây về sau con không dám coi thường chú nữa. Con xin lỗi chú. Trời ơi! Dạ. Con vừa hứa chú cái gì? Con nói con không coi thường chú nữa mà. Vậy mà vừa nói dứt câu con đã quay đầu con đi. Con không thèm nhìn chú nữa. Con xin lỗi chú. Con xin lỗi chú. Trời ơi là trời, sao trong nhà này ai cũng coi thường tôi hết vậy? Chuyện của mình bỏ qua, vậy mình